Chúng ta hãy xem bên ngoài liệu rằng có một viên kim cương nào đang thất lạc bên ngoài. Hãy mau mời họ vào trong hội trường. Và nếu như trong mỗi một hội nghị và những buổi chiều như này, các chị mà nghe một cách rất là chăm chú tỉ mỉ, thì tôi sẽ mang tất cả những kinh nghiệm và sẽ giúp các chị có được những cái khả năng đi từ con số 0 từng bước đến những thành công đỉnh cao. Trước khi mà tôi chia sẻ, tôi muốn cùng anh chị chơi một trò chơi nhỏ. Xin mời tất cả những người bạn hãy bỏ hết tất cả điện thoại xuống, máy chụp hình, máy ghi âm xuống. Và đảm bảo là hai cánh tay của anh chị là không có cầm cái gì cả. Tôi sẽ hỏi các bạn. Nếu như tôi cho các bạn 15 giây, các bạn tưởng tượng một chút xíu, bạn sẽ có thể vỗ tay được bao nhiêu cái? 300, 100. Các anh chị nghe kỹ nha, chỉ có 15 giây thôi. Ta 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 ta. 30, có 30. Ok. 30. Yên lặng nghe tôi nói. Yên lặng. 小小的勇气会让你明白大大的道理. Chỉ một trò chơi rất nhỏ thôi có thể còn giúp cho anh chị hiểu cái đạo lý rất là lớn. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? 100. 100 giây. 15. 多少? 15秒. 15 giây. 50. Ok. 安静. Yên lặng. 完全放松你的身体. Tất cả thư giãn và thả lỏng cơ thể mình. 当我说到开始，请你竭尽全力，让你的两只手放在一起. Và khi mà tôi nói bắt đầu thì bằng hết sức của mình chúng ta. 我说停就停. Bắt đầu bố và khi tôi nói dừng là phải dừng. Cơ chiêu cơ huệ. Bắt cách chỉ chuẩn bị chưa? Đi về. Khai sử. Bắt đầu. Tôi muốn nói cho anh chị một bí mật.
những sự việc các chị có thể làm được vượt qua sức tưởng tượng của anh chị. Những cái điều các chị có thể làm được còn vượt qua những cái điều các chị nghĩ đến nó. Tại vì lúc mà nói ấy, Trung Quốc có một câu nói là gì ạ? Khó là do không biết, còn biết rồi thì sẽ không khó. Chúng một giây là vỗ được bàn tay lên. Là khó không ạ? Có người nói khó, có người nói không khó. Ngày hôm nay các chị muốn làm kinh doanh truyền thống, các chị sẽ phải có rất nhiều điều kiện trong đó. Các chị nhất định cần phải có đủ cái tiền vốn để sáng lập sự nghiệp. Các chị cần phải có một cái quan hệ xã hội rất là tốt. Các chị cần phải có kinh nghiệm rất chuyên nghiệp. Các chị nhất định cần phải có một khả năng chịu đựng rủi ro. Đúng không ạ? Ở trong khán phòng này có bao nhiêu trong số các chị đồng thời có được tất cả những điều kiện đó? Vừa có tiền, vừa có quan hệ, vừa có khả năng chịu rủi ro. Trong hội trường này chỉ có 2 người thôi. 3, 4, 5. Các anh chị biết làm Amway khó nhất là gì ạ? Nó không cần rất nhiều tiền. Amway cũng không cần phải có một cái mối quan hệ xã hội rất phong phú và đa dạng. Và cũng không nhất định yêu cầu các anh chị cần phải có một kiến thức chuyên nghiệp ở trong một lĩnh vực nào đó. Thậm chí là gì ạ? Cái rủi ro mà em muốn mang lại, mỗi một con người trong số các anh chị đây đều có khả năng chịu đựng được. Vậy thì cái khó nhất của em Quay là gì? Đó là gì ạ? Đó là cái sắc mặt của người khác để lại cho các chị. Nếu như mà những người khác không để lại cái sắc mặt của họ cho chị xem, mà khi chị vừa giảm một cái là họ làm, vừa giảm một cái là họ tán đồng, vừa giảm một cái là họ cười gật đầu đồng ý. Như vậy tốt quá. Vấn đề là nếu mà như vậy liệu rằng có đến lượt chúng ta ngồi và đứng tại đây hay không? Như vậy chắc chắn sẽ không đến lượt chúng ta rồi. Có thể khẳng định một điều chắc chắn là các chị là những cái lớp người thế hệ đầu tiên là mới tại Việt Nam. Các anh chị đang làm một ngành kinh doanh vượt trên phạm vi toàn quốc. Bởi vì tôi biết một điều rằng bởi vì tôi biết chắc chắn một điều rằng những người sẽ gia nhập Amway trong thời gian tới chắc chắn sẽ thuộc vào trong đội nhóm của anh chị. Và như vậy cái lợi thế, cái ưu thế lớn nhất của anh chị đó là đi sớm hơn người khác. Các anh chị tán đồng không ạ? Trong xã hội này, người thành công luôn luôn là người chiếm thiểu số. Cho nên chúng ta không cần
phải đi tìm kiếm sự tán đồng của đa số người. Những người bình thường chăm chỉ học hành đó là để mong muốn tìm một công việc tốt. Những người không học luôn luôn cố gắng tìm kiếm những người học thật giỏi và làm việc cho họ. Rất nhiều người kiếm được tiền và đầu tư vào ngân hàng, gửi vào ngân hàng. Rất ít người lại tìm cách lấy tiền ngân hàng mang ra bên ngoài để làm kinh doanh. Rất nhiều người đóng một cái vai đó là người tiêu dùng trong xã hội. Rất ít người đóng một cái vai là những người kinh doanh trong xã hội. Đây chính là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đối mặt với rất nhiều những người không hiểu và luôn phản đối. Bởi lẽ một điều rằng chúng ta đang đi trước người ta một bước. Cho nên có một chút khó khăn là rất bình thường. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà những câu hỏi mà người khác hỏi các chị đều biết trả lời hết, hỏi như vậy. Đúng không ạ? Vấn đề là khi chúng ta giảng về quay cho người khác. Họ nói gì ạ? Kiếm tiền chậm quá. Khi chúng ta nói về em ơi cho người khác thì người ta nói là em ơi là bán hàng đa cấp. Chúng ta nói với họ về em ơi, họ nói là em ơi làm khó lắm. Họ thậm chí hỏi là thế mày kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Đúng không ạ? Chỉ là những vấn đề như vậy đúng không nào? Ở Trung Quốc cũng là vấn đề đó mà ở Việt Nam cũng vấn đề đó. Ở Hà Nội gặp vấn đề đó thì ở Hồ Chí Minh cũng vấn đề đó. Chạy đến Hồ Chí Minh vẫn là vấn đề đó. Chỉ cần bạn làm môi thì chắc chắn là vấn đề đó. Đúng không ạ? Tôi 16 năm về trước làm em quay, người khác cũng nói là muộn quá rồi. Cho nên người ta nói gì ạ? Anh làm trước đi, chờ anh kiếm được tiền rồi hãy tới tìm tôi. Sau đó tôi kiếm được tiền rồi tôi tới nói với người ta. Anh ta nói là gì ạ? Anh được, tôi làm không được đâu. Thưa các anh chị, chẳng phải là chỉ có những vấn đề đó hay sao? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta giải quyết được tất cả những vấn đề đó và để cho họ nói là gì ạ? Vậy thì em muốn làm cái gì anh giảng cho tôi nghe xem thế nào? Được không? Thì đơn giản quá đúng không nào? Cái đau khổ nhất của người làm em muốn đó không phải là sự từ chối của người khác. Đó là khi mà cái chị giảng cho người ta đã làm thẻ mất tiêu rồi. Cần thô khủ đó sự, đi yêu thuyên nhận ta đã cho đọc đài mật. Và điều đau khổ hơn đó là gì? Khi chị định giới thiệu người ta đã làm đến đài mật rồi.
只要他拒绝我们就有机会。 只要一接受一做了我们就没机会。 Chỉ cần họ từ chối, chỉ cần họ không hiểu, chúng ta sẽ có cơ hội. Còn khi họ đã hiểu, họ đã làm thì chúng ta hết cơ hội. 一个女孩子只要没有嫁人，你就有追求她的权利。 Một người phụ nữ, một người con gái chưa có chủ, chắc chắn các chị có quyền theo đuổi người ta. 如果她嫁人了，请你改变想法。 Nhưng mà nếu như mà họ đã có chồng có con rồi thì các chị sẽ thay đổi quan niệm. 你是喜欢追求已婚的还是追求未婚的？ Các anh chị thích theo đuổi những người chưa có gia đình hay thích theo đuổi những người có gia đình rồi? Chơi chơi không thật đấy. Anh này là theo đuổi những người đã có gia đình rồi. Yêu mấy ông bình bài, chỉ yêu tham mấy ông chỗ, mà mấy mấy cái này chưa yêu thuê ra thật chuyện đi. Cho nên chúng ta cần hiểu một điều rằng là chỉ cần họ vẫn chưa làm thì chúng ta hoàn toàn có quyền bảo trợ họ. Thay đổi vấn đề. Họ có vấn đề, 事实上证明, 他就感兴趣. Họ có vấn đề, chứng tỏ rằng trên thực tế họ đang rất có cảm hứng với cái ngành kinh doanh này. Vấn đề là chúng ta có năng lực để trả lời những thắc mắc của họ. Vấn đề là chúng ta có năng lực để trả lời những thắc mắc của họ hay không? Đúng không nào? Họ hỏi anh chị là chị kiếm bao nhiêu tiền, chị trả lời chúng ta. Hey, chú hỏi anh chị là bao nhiêu tiền? Ồ, thật sự người ta anh làm quay kiếm bao nhiêu tiền rồi? Nó mới tiết 200 ngàn đó, nó mới học. Dạ, nó đã có thể rồi, cho nên người từ đó bắt đầu. Anh nhiều tiền, anh muốn biết thì mời anh đến gặp những người mới làm 50 năm, 5, 10 năm, ở đây anh gặp mặt. Tôi chỉ xin các anh chị nghe đi ấy. Tôi hãy mình cho thật một chiếc lúc của chị chuyển. Nếu chị hoa, chị đi đào ở mình tận trung sinh chi dân chuyển cơ, hơi cho thật một chiếc lúc. 我问你赚了多少钱？哦，安琪，那万一那个打过来的话，那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 ，安琪
我问题就是我赚到多少钱，不重要，重要的是你想赚多少钱，我就给你说计划。哦，那你看这个问题是我们经常要遇到的问题，对吗？刚请先，您问的哪一个问题？我们经常要遇到的，对吗？200万能不能吸引我？ 2000万能不能吸引我？2000万能不能吸引我？赚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 2000万能
回答的技巧非常的重要，因为你说多少别人都不会做。Cho nên chúng ta phải biết một điều rằng là kỹ xảo trả lời thắc mắc vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như các anh chị không biết trả lời thì các anh chị dù kiếm bao nhiêu tiền nói nhiều thế nào họ cũng sẽ không làm em quên. 我们总是习惯的首先否定别人的问题。我们总是习惯的否定别人的问题。Chúng ta luôn luôn quen với việc là phủ định những vấn đề của người khác. Sì mà. Đúng không ạ? 所以以后再遇到别人的问题，记得回答问题的原则不是回答，而是引导。Cho nên sau này cần phải ghi nhớ khi gặp phải những vấn đề mà người khác đặt ra, cái cốt lõi ở đây chúng ta không phải là trả lời những vấn đề đó mà cần phải học được cách dẫn dắt vấn đề. Xin ghi 下来,
问题不用回答，还要引导。Hãy ghi chép lại kỹ càng vấn đề, không cần phải trả lời mà cần phải biết cách dẫn dắt vấn đề. 他问你赚多少钱，你不要回答多少。Họ hỏi anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh đừng trả lời kiếm bao nhiêu. 你可以说我做生意几十年赚了很多钱，都不如在案例当中六个月所获得的价值。Bạn có thể trả lời một điều rằng là gì? Bao nhiêu số tiền mà tôi đã kiếm được rất nhiều trong chừng ấy năm kinh doanh truyền thống của tôi vẫn chưa bằng được những giá trị mà tôi làm MBA trong 6 tháng cả hai được. 我上班15年所获得的价值都没有在案例当中六个月所获得的价值都啊。Những cái giá trị mà tôi có được trong mười mấy năm làm công ăn lương vẫn không nhiều bằng những giá trị mà tôi có được trong 6 tháng tham gia kinh doanh của em bốn. 因为价格是有数的，而价值是没有数的。Bởi vì giá cả thì có cái con số để đo lường, còn giá trị thì không có con số cụ thể. Vậy mà đúng không ạ? 我们在这里彼此很平等，是不是一种价值？ Chúng ta ngồi tại đây, mỗi một con người dù xuất phát từ hoàn cảnh như thế nào đều rất bình đẳng ngồi với nhau, có phải đó là một giá trị không ạ? 我们坐在这里是一群创业者，是不是一种价值？ Chúng ta ngồi tại đây đều là những con người đang đi sáng lập sự nghiệp, liệu rằng đó có phải là một giá trị không ạ? 我们今天在这里学习成长，是不是一种价值？ Chúng ta ngồi tại đây học tập để trưởng thành lên, liệu rằng đó có phải là một giá trị không ạ? 请问哪一个单位的老板把星期六、星期天召集在一起，老板跟你讲如何如何赚钱？Liệu rằng có bao nhiêu ông chủ bên ngoài đời triệu tập tất cả những người công nhân nhân viên của họ lại và nói với họ rằng là phải kiếm tiền như thế nào không ạ? Cho nên ngày hôm nay em ơi mời chúng ta ngồi lại đây và dạy cho chúng ta cách làm thế nào để kiếm được tiền thì bản thân điều đó là một giá trị. Người khác hỏi Amway có phải là bán hàng truyền tiêu, bán hàng đa cấp hay không? Bạn nói là không phải. Hay là bạn nói phải? Đều không được. Đều không được. Đúng không ạ? Bạn nói đúng họ cũng không làm. Bạn nói không đúng họ cũng không làm. Bạn cần phải trả lời như thế nào? Hãy học vài động tác của tôi nhé. Họ nói Amway là bán hàng truyền tiêu, bán hàng đa cấp. Bạn nhìn anh ta mà cười gật đầu. Tôi trước kia cũng nghĩ như vậy. 透过学习和对公司的了解以后，我发现。通过việc học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về công ty, tôi mới phát hiện. 案例和我想的不一样。Amway so với những gì tôi suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. 它是一家非常优秀的正当的公司。Đó là một công ty vô cùng ưu tú, vô cùng chỉ đáng. Vậy mà. Đúng không ạ? 所以以后别人再问你问题，不要急着回答。Cho nên sau này khi người khác hỏi vấn đề, chúng ta đừng có kịp thời cấp bách trả lời. 先就盯着他笑， hãy nhìn gật đầu mỉm cười với họ, 点头 gật đầu, 引导 dẫn dắt. 听得懂吗？nghe hiểu không ạ? 一起做一遍看着我。Cùng làm một lượt nhìn tôi, 笑得不真诚, cười một cách. 安利是传销, Amway là bán hàng truyền tiêu. 点头表示认同。
啊，跟豆表皮蛋豆。我在没有了解之前，我也是这么认为的。啊，trước khi mà tôi chưa biết, tôi cũng nghĩ như vậy。不过透过两天的学习，我才发现。Nhưng mà thông qua hai ngày học tập này, tôi mới phát hiện. An Li 跟其他的传销公司有着本质的区别。Amway so với những công ty bán hàng đa cấp khác có một sự khác biệt về bản chất. 下面就是你要讲解，来，我们看看什么是传销，什么是 Amway。Và sau đó là bạn sẽ bắt đầu giảng giải thế nào là bán hàng đa cấp, thế nào là Amway。开始讲 OPP。Và bắt đầu giảng OPP。别人说太晚了。Người khác nói chậm quá rồi, muộn quá rồi, trễ quá rồi. Thế mà bạn làm thế nào? 看着他, nhìn họ và gật đầu. 我也是这么认为. Tôi cũng nghĩ như vậy. 不过我去中国广州考察以后, nhưng mà sau khi tôi đi Quảng Châu, Trung Quốc và khảo sát, An Li 在中国十七年仍然在蓬勃发展，在越南才刚刚四年。所以我们觉得在越南的案例才刚刚开始。Amway mặc dù phát triển 17 năm ở Trung Quốc vẫn đang phát triển vô cùng mạnh mẽ và bền vững, mà ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có 4 năm thôi, cho nên tôi thấy ở Amway Việt Nam bây giờ mới chỉ giai đoạn bắt đầu mà thôi. 来，我跟你分析一下。Rồi, bây giờ tôi sẽ phân tích cho các anh chị một chút xíu. OPP. OPP.对吗？懂了吗？很多人问问题说案例不好是没道理。Rất nhiều người nói gì à, Amway không tốt, liệu rằng có đạo lý gì trong đó không ạ? 从前有个猎人，猎人啊，ngày xưa có một người thợ săn, 靠靠打鹦鹉为生，啊，luôn luôn dựa vào việc đi săn bắn để kiếm sống để mưu sinh.有一天他正准备上山打鹦鹉。Và một ngày kia anh ta đang chuẩn bị lên núi để đi săn. 遇到了一位道士。Và khi gặp và đang trên đường đi thì gặp một vị đạo sĩ. 他说猎人，你今天已经不用上山打猎了。Lúc này thì người đạo sĩ nói là gì ạ? Anh ạ, bây giờ em nay không cần phải lên trên núi để đi săn bắn nữa.我已经教会这些鹦鹉法术，一见到你，他们就会躲起来。Tôi đã dạy cho tất cả những con thú biết một cái phép thuật là khi nhìn thấy cung tên anh sẽ trốn hết đi. 猎人不相信。Người thợ săn này không tin tưởng. 他跑到山顶。Và anh ta lên đến núi. 不知道哪一只鹦鹉先叫了一声，猎人来了，赶快逃啊！猎人来了，赶快逃啊！Không ngờ là đã gặp một con vẹt và nó bắt đầu nói là gì ạ? Thỏ săn đến rồi, thỏ săn đến rồi, mau chạy hết đi chúng mày ơi. 所有的鹦鹉跟着叫，猎人来了赶快逃。Và thế là tất cả những con vẹt, con chim đó và nghe lời đó, khi nghe cái điều đó đều bay mất sạch. 猎人一想坏了，他们都知道我来了肯定打不到，他就很沮丧的回去。Và người thỏ săn nhìn thấy hiện tượng đó cảm rất kỳ lạ và rất buồn bã và quay trở về nhà. 过了很多天。Qua rất nhiều ngày sau, anh ta một lần nữa đi lên núi, lại gặp cái vị đạo sĩ này. Đạo nhân 说如果你答应我一个条件，我教你一种方法，让你可以打到鹦鹉。Thì lúc này người đạo sĩ nói gì ạ? Anh đáp ứng cho tôi một điều kiện, tôi sẽ dạy cho anh một phương pháp để có thể là săn bắn được những vẻ đó. 于是，thế là猎人答应了道人的要求。Thế là người thợ săn đáp ứng cái nhu cầu của vị đạo sĩ kia. 而道人给他的方法是。Và cái phương pháp mà người đạo sĩ cho cái người thợ săn đó là. 用两个棉花球堵住他的自己的。用两个棉花球堵住自己的。Đó là gì ạ? Đó là hãy dùng hai cái miếng bông làm sao để nhét vào đôi tai của mình. Điền走到山, 看到所有的鹦鹉的嘴都在动.
Và khi mà đi đến trong núi, trong rừng đó thì nhìn thấy rất nhiều con vẹt đang đang cử động. Bởi vì là sao ạ? Hai tay bịt rồi, bịt kín rồi cho nên anh này không nghe tiếng. Và lúc này anh ta vác súng lên và ngắm chuẩn một con và bắn. Ngắm chuẩn một con để bắn. Các bạn có hiểu? Cho nên thưa các anh chị, các anh chị hiểu ra cái đạo lý gì ạ? Yên quế, yên quế chỉ huy xuyên sử. Thá bố bình 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 bái, bên đàn đàn đàn, gặp phải tháo hoa, sẵn sàng ý. Bởi vì sao thì con vẹt nó chỉ hiểu được, biết cách nói vẹt, nói là nói rằng là người thợ săn đến rồi, hãy mau chạy đi. Nhưng nó cũng chẳng hiểu là nó đang nói cái gì cả. Vì vậy, người ngoài nói an ninh là truyền giáo, an ninh thái hoa. Cho nên những người bên ngoài họ nói Amway là bán hàng đẳng cấp, Amway là bán hàng truyền tiêu, thì họ chẳng qua là chỉ biết nói học vẹt như vậy thôi, chứ họ chẳng biết thực sự bản chất của bán hàng đẳng cấp là cái gì cả. Cho nên các chị cần ngắm chuẩn OB là ok rồi. Cho nên những người bên ngoài họ không hiểu Amway là gì. Họ chẳng qua là nghe nói, họ chẳng qua là học thuộc lòng hoặc học vẹt mà thôi. Cho nên chúng ta hãy biết cách làm tốt OB, làm tốt trở mặt. Đã xa là 6 cơ chứ là chuyện. Nếu mà ngắm trúng được 6 con là thành đại bản. Sau này gặp phải những người nói rằng là làm quay là chậm rồi, làm quay là khó lắm, làm quay là rất là chậm. Thì các chị em nói với họ rằng là anh là con vẹt. Vậy mà đúng không nào? Cho nên chúng ta đều bắt đầu từ việc cự tuyệt, từ chối, trên tò mò tìm hiểu và đến bây giờ là đầu tư toàn tâm toàn sức vào Amway. Đó chẳng qua là những người bảo trợ của chúng ta đã trả lời những thắc mắc cho chúng ta. Cho nên tất cả những nhà phân phối Amway Việt Nam, các chị cần phải dành thời gian để rèn luyện năng lực trả lời những thắc mắc và biến chúng ta thành người chuyên nghiệp. Khi mà thời gian bắt đầu tôi mới là Amway, có những người khác hỏi tôi là gì ạ? Công ty Amway có nộp thuế không? Bởi vì khi mới bắt đầu làm tôi cũng không hiểu. Các chị nghĩ tôi sẽ nên trả lời thế nào? Tôi rất là nghiêm túc và nhìn anh ta. Các chị xem tôi trả lời thế nào. Tôi hỏi anh ta là, anh thấy một công ty Amway lớn như vậy, tầm cỡ như vậy ở nước ngoài, đầu tư một khoản tiền lớn như vậy tại Trung Quốc, liệu rằng công ty như thế có trốn thuế không? Và anh ấy cũng rất là chăm chú nhìn tôi và nói là không thể. Cho nên có những lúc cách trả lời thắc mắc tốt nhất đó là làm thế nào hỏi ngược lại cho anh ta, tự hỏi tự trả lời công nhân. Đúng không ạ? Đúng.
Cho nên có những vấn đề các anh chị chẳng cần trả lời, chỉ cần làm thế nào thì một cách nghiêm túc chăm chú và hồi trọng. Và lại có những người mới bắt đầu hỏi tôi liệu rằng em ở Trung Quốc có phát triển lâu dài và bền vững hay không? Tôi biết mình là tôi lại cũng rất chăm chú và nghiêm túc nhìn anh ta. Và tôi lại nói với anh ta rằng nếu như ngày hôm nay anh đầu tư 300 triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc thì anh sẽ làm bao lâu? Anh ta sẽ nói tôi làm liên tục mãi mãi. Tôi nói là đúng rồi, Amway cũng sẽ làm liên tục và mãi mãi. Trên trả lời thắc mắc chúng ta không được trả lời theo kiểu đánh bóng bàn. Người ta hỏi một cái là trả lời, hỏi một cái là trả lời. Mà phải giống như là đánh bóng rổ á. Khi người khác truyền bóng qua chúng ta, chúng ta cần phải đập đập một vài cái. Nghĩ một chút xíu. Cho dù chúng ta không hiểu cũng đừng có sợ. Các chị biết những người thông minh họ liên tục như thế này. Thông minh và cái bận là cái đó là khác biệt ở nào? Người thông minh khác với người ngu ngốc cơ bản ở chỗ nào? Bận đang gặp được không hiểu, thì không hiểu. À, người ngu ngốc là gì? Không hiểu là cứ thế là không hiểu luôn. Thông minh là sang ý bảo không hiểu, trang trọng không hiểu. À, còn người thông minh ấy thì lại mang những cái điều không biết thì giả vờ như đang biết. Rất nhiều người khác họ hỏi vấn đề, chẳng qua là họ đang thăm dò những cái hiểu biết của chúng ta. Nếu như mà niềm tin của chị không đủ vững, không đủ lớn, các chị thì các chị sẽ rất dễ dàng đánh mất cái sự tự tin của mình. Các chị ghi nhớ, hai người nói chuyện với nhau, âm thanh mày là lớn, âm thanh mày là thua. Âm thanh của người nói lớn thì người đó sẽ thua. Chúng ta thường hay nhìn thấy rất nhiều người mới khi mới tham gia và mới rất hưng phấn mà thường xuyên là cãi nhau với người khác. Còn những người cũ thì luôn luôn là im lặng gật đầu. Ở Trung Quốc có một hoàng quan đại sứ, đó là ông Châu Chí Kiên, và cũng là người lãnh đạo cấp cao của hệ thống chúng ta. Rất khi chúng tôi làm lên Diamond thì có rất nhiều vấn đề đến để thỉnh giáo ông ấy. Chúng tôi luôn hỏi ông ấy là làm thế nào để phát triển tiếp, làm thế nào để lên FC. Ông ấy thường xuyên như này. Và chúng tôi tiếp tục nói ông ấy hỏi là thế anh cảm thấy thế nào? Chúng tôi lại nói là nên làm thế này. Ông ấy nói là đúng rồi, làm thế đó. Chúng tôi nói chuyện với ông ta cả nửa tiếng hồ, nhưng ông ấy chỉ nói đúng ba câu. Làm như thế đó. Cho nên thưa anh chị, khi mà
mà những người mới có rất nhiều câu hỏi với chúng ta, các anh chị chỉ, cũng chỉ làm như vậy thôi. Chúng ta cần phải hiểu một điều rằng là gì ạ? Người mới bài xích cái vấn đề đó không phải là bài xích chúng ta. Bởi vì vốn dĩ chúng ta là những người bạn tốt của nhau. Người mới từ chối đó cũng không phải là từ chối em muội. Rất nhiều những người ta bài xích đó là bài xích cái mà người ta có hình ảnh trong đầu của em muội. Đúng mà, đúng không ạ? Cho nên các anh chị, về cơ bản thì chị không cần phải lo lắng. Có vấn đề là chuyện tốt. Nếu như mà có vấn đề thì càng nhiều càng tốt. Các chị cảm thấy thế nào? Một cái hòn đá, một cái hòn đá bạn đập một cái nó không hư, đập hai cái vẫn không hư, đập năm cái vẫn không hư, nhưng bạn đập đến cái thứ 10 thì đập một cái nữa là nó hư. Mẹ nó chứ sao ngu thế? Tại sao mình không đập cái cuối cùng nhỉ? Cho nên bạn cần phải hiểu rõ một đạo lý rằng chắc chắn phải có 9 cái lần trước thì cái thứ 10 mới đập vỡ được. Hôm qua tôi có nói với chị rằng là người bảo trợ tôi phải nói với tôi 13 lần tôi mới tham gia. Và tôi tham gia xong anh ta cũng chẳng cần phải quản lý tôi bây giờ làm với đai bẩn. Các chị đã bảo trợ ai mà bảo trợ 13 lần chưa? Chưa. Đừng có sợ. Người mới khi mà họ bị thương, họ chẳng có chỗ nào để chữa trị cả. Có khi chúng ta bị thương, chúng ta có thể đến hồi họ để chữa trị. Cho nên hôm nay chúng ta làm với chúng ta cần phải có tinh thần người bán quan tài. Bởi vì chắc chắn có một ngày sẽ đến lượt bạn. Đúng không ạ? Cho nên vấn đề không đáng sợ. Cái điều quan trọng nhất đó là làm sao chúng ta phải hóa giải được cái vấn đề đó. Nguyên tắc cơ bản đó là gì? Cho nên ban nãy tôi vừa mới nói cái chị là gì ạ? Khi mà người khác chuyển trái banh qua chúng ta thì chúng ta hãy giữ nó đập vài cái và ngắm chuẩn vào cái rổ và sau đó họ đặt vấn đề chúng ta nghe. Nhất định cần phải để cho họ nói được ra. Chúng ta luôn luôn rất nhiều lúc luôn luôn muốn bịt cái miệng người ta vào. Những cái rác rưởi trong đầu người ta vẫn chưa lôi hết được ra thì làm sao chúng ta đưa nước sạch vào bên trong được ạ? Khi mà họ giảm hết ra rồi thì họ mới có thể nghe chúng ta nói. Tôi có
tôi có một đối tác rất là biết cách nói. Và mỗi một lần khi mà nói chuyện, anh ta đều bắt đầu nói với tôi. Em ơi thế nào? Mỗi lần nào khi nói chuyện, anh ta đều là anh ta nói. Tôi đều gật đầu. Và một tiếng đồng hồ sau thì tôi nói là gì ạ? Hôm nay thời gian cũng tạm được rồi, hôm sau nói tiếp. Họ nói với tôi trước cả đó gần một tiếng đồng hồ, liệu rằng họ tìm được cái cảm giác là đồng hành không ạ? Cái tình cảm của anh ta thì có được một sự hài lòng nhất định. Trên một ngày hôm nào đó, một ngày khác mà tôi hẹn anh ta tới, thì hẹn một cái là anh ta liền tới. Và anh ta lại tiếp tục nói. Tôi lại tiếp tục. Anh ta tiếp tục nói. Lại đến nửa tiếng hồ rồi tôi nói là hôm sau nói tiếp. Lần thứ tư. Anh ta nói là Vương Kiến, mấy lần trước toàn tôi nói là này anh nói. Tôi nói là nếu tôi nói anh không được nói. Và thế là tôi nói OPP bên ta. Một tiếng sau thì làm thẻ ra nhà Phương. Chứ đây là một câu chuyện có thật. Trên khi chúng ta bảo trợ một người đó nhất định cần phải dùng cái đầu, cần phương pháp. Rất nhiều lúc khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta nói rất là nhiều, người khác cũng sợ. Đúng không ạ? Để cho họ nói. Lại nhìn đồng hồ, cũng tương đối rồi, hôm sau nói tiếp. Tôi nói với anh chị một bí mật. Nếu như chỉ cần họ kiên trì gặp gỡ anh chị thì tức là họ đã bắt đầu chấp nhận em rồi. Bởi vì họ biết là anh đang là em rồi. Mà họ vẫn muốn ở cùng anh thì họ sẽ không chạy thoát được. Đúng không ạ? Có học được cái gì không ạ? Bạn đã từng đi câu cá. Em có chú ý cái này. Các anh chị xem. Khi các anh chị câu được một con cá nhỏ, các anh chị nhấc một cái là sập được con cá lớn không ạ? Còn con cá lớn liệu rằng anh chị có thể nhấc một cái được lên hay không ạ? Nếu như mà nhấc bịch một cái thì chắc chắn là gãy cần câu. Thể thao quá. Mấy chị cần phải làm động tác như vậy. Đúng ạ. Và khi mà con cá bắt đầu nó ngo ngay lên trên mặt nước rồi, bắt đầu chúng ta mới giật nó lên được. Cho nên khi bảo trợ một người đó, chúng ta cần phải có sự nhẫn nại, kiên trì và phải liên tục. Đúng không ạ? Cái thứ nhất, ghi nhớ rằng người khác có vấn đề, đó là có giá trị. Có vấn đề là bình thường, không có vấn đề là bất thường. Đúng không ạ? Cho nên là sao? Khi gặp những người lại nói gì ạ? Em ơi rất tốt, anh làm rất tuyệt vời. Ok, anh làm đi. Tôi làm không được đâu. Tôi không làm.
Như vậy là chắc chắn họ không làm, và chỉ khi mà họ phản đối tôi mới có cái để mà tôi giải quyết được. Ghi chép lại à, ghi nhớ và ghi chép lại đúng không nào? Anh hồi đáp một người 10 câu hỏi. Anh chỉ trả lời người ta 10 câu hỏi. Cái người làm được là chuẩn. Thì có. Hồi đáp được 10 câu hỏi, cái người đó đồng ý án lý. Các anh chị trả lời 10 câu hỏi và họ được tán đồng em bồi. Hắn 1 sinh có thể cho anh 600 vạn tài sản. Thì có thể nói là một 1 sinh 600 vạn. À, một năm cả đời á, các anh chị có thể có được là 600 triệu. Nhân dân tệ. 600 triệu đô la, 600 triệu nhân dân tệ từ cái người mà chị trả lời 10 câu hỏi đó. Các vị, tôi xin hỏi một câu hỏi thì bao nhiêu tiền? Thế các anh chị xin hỏi các anh chị là một câu hỏi là đáng giá bao nhiêu tiền? 60 triệu. Có phải là 600 ngàn nhân dân tệ không ạ? Các vị, một câu hỏi 60 ngàn. Các anh chị xem, một câu hỏi đáng giá 600 ngàn nhân dân tệ. Nghe thấy thì có vấn đề, họ hỏi một vấn đề thì chẳng 60 ngàn đâu. Các anh chị hãy tưởng tượng, nghĩ rằng là gì ạ? Khi họ hỏi một câu hỏi cho anh chị, các anh chị nghĩ rằng là gì ạ? 600 triệu nhân tệ bắt đầu vào túi mình rồi. Họ lại hỏi một vấn đề, 60 ngàn. À, hỏi thêm một câu nói nữa là 600 ngàn nhân dân tệ lại vào túi mình rồi. Vì vậy, tâm trạng của anh chị lại gặp vấn đề. Và lúc đầu tiên phản đối tâm trạng của anh chị lại khác nhau. Cho nên khi mà các anh chị nghe được câu hỏi đến với mình thì cái tâm trạng nó sẽ khác hoàn toàn với thời gian ban đầu khi mà nghe bị bài xích. Đúng mà. Đúng không ạ? Hảo, tôi đã nói rồi. Đầu tiên, có vấn đề là có giá trị, đó là ý nghĩa chỉ sao. Cho nên là sao ạ? Ban nãy tôi đã nói một vấn đề với anh chị là gì ạ? Có vấn đề tức là có giá trị, hãy ghi nhớ điều đó. Thứ hai điểm. Điểm thứ hai. Vấn đề không phải dùng để hồi đáp, mà là dùng để dẫn đạo. Vấn đề không cần, không phải là dùng để trả lời, mà dùng để dẫn dắt. Thứ ba, không phải sa hoàng. Thứ ba, không được nói dối. Cái người ta hỏi chị kiếm bao nhiêu tiền, chị không kiếm được mà cứ nói ra các chị đang nói dối. Đúng không nào? Đừng có lừa người khác. Họ hỏi bao nhiêu tiền, các chị đừng nói ra. Các chị hãy nói là gì ạ? Tôi làm em quay 6 tháng nhưng cái giá trị tôi nhận được còn nhiều hơn cả mười mấy năm tôi làm. Thì lúc đó họ sẽ không có coi thường cái chị được. Đúng không nào? Cái thứ tư, mãi mãi hoặc luôn luôn không được tranh luận với người mới. Đừng có tranh luận với người mới. Vì chân nhiều là nhiều số, chân số là nhiều số. Bởi vì cứ tranh luận hoài, dù các chị thắng, các chị vẫn đang thuộc là người thua. Đúng không nào? Ồ, bạn chú ý, tôi vừa rồi tất cả các vấn đề trả lời trong đó đều chỉ ra hai cái, một cái là giảng xong rồi OPP. Cho nên các chị phải ghi nhớ một điều, tất cả những vấn đề tôi vừa nói đều nói về vấn đề gì? Khi mà giảng xong một cái là OPP. Một cái là tôi thông qua hội nghị. Thứ nhất, các chị phải ghi nhớ điều gì ạ? Tôi thông qua hội nghị tôi chuyển biến quan niệm và đó cũng là cách để phát động họ đi hội nghị. Tôi trước kia cũng như vậy, thông qua 2 ngày hội nghị tôi thay đổi quan niệm. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Quay trở về và bắt đầu giảng. Sờ được không bằng là gì? Đi chặt chém. Chúng ta
quay trở về nhà và tìm kiếm ra 10 người mà tuyệt đối chắc chắn sẽ không thể tham gia Amway để giảng, để luyện tập, nói với họ. Bởi vì suốt cuộc họ cũng đâu có tham gia đâu, bạn giảng chết người ta thì cũng đâu có ảnh hưởng đến mình. Giảng một cái không tham gia, giảng một cái không tham gia. Bởi vì bạn đã làm tốt cái gì chuẩn bị về tâm lý rồi, bạn sẽ không bị bổn thương. Bắt bạn. Đúng không ạ? Không trả lời nhiều rất là lớn. Cho nên rất nhiều những người lãnh đạo Trung Quốc họ đến Việt Nam khai thác thị trường, họ không dễ dàng bị tổn thương đâu. Nhưng mà Việt Nam thì rất dễ dàng bị tổn thương. Cho nên là sao? Chỉ bởi vì có một mình họ đến đây để khai thác thị trường, cho nên chỉ cần họ vẫn còn đứng yên ngang thì chắc chắn không bao giờ thua cuộc. Trên mỗi ngày họ đều cần phải đối mặt với việc phải đi giảng với rất nhiều người lạ. Họ đã làm tốt được những cái tâm lý chuẩn bị rồi. Luôn luôn làm một gì đó bất ngờ và nằm ngoài ý muốn. Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó đến một lượt bất ngờ thuộc về mình và 6 cái bất ngờ như vậy là thành công rồi. Bởi vì cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ. Cho nên thưa các anh chị và các bạn, chúng ta hãy tìm kiếm một lần nữa cái niềm tin của mình. Người ta nghe cái chị, nhìn cái chị và đối mặt cái chị, họ không phải quan tâm đến việc chúng ta đang giảng cái gì, nói cái gì, mà họ đang muốn xem là thể hiện ra trong đó cái niềm tin của chị là như thế nào. Thấy được không ạ? Hiểu không ạ? Cho nên Trung Quốc có một câu nói gì ạ? Giảng không sống thì giảng anh chết luôn. Đây mà. Đúng không ạ? Giảng giảng chết rồi thì bạn yên tâm rồi đi tìm kiếm người khác. Giảng chết mình giỏi rồi. Chết nhiều thì mới có kinh nghiệm. Rồi các vị. Xin thưa các chị, trên ngày hôm nay cái niềm tin bảo trợ một người có quan trọng không ạ? Tôi giảng đến đây, những người khác có thêm vấn đề. Họ lại hỏi thêm vấn đề nữa. Bạn sẽ nghĩ thế nào? Và hoan nghênh rất nhiều phong ba báo táp đến với tôi. Đã có vấn đề thì hỏi hết ra đi. Họ hỏi hết rồi, họ chẳng còn cái gì hỏi, bắt đầu bản giảng. Trên ngày hôm nay chúng ta làm em ơi, chúng ta nhất định học được cách để bảo trợ người mới, nhất định làm được cách trả lời thắc mắc, giải quyết vấn đề. Tuy mà. Đúng không ạ? Các anh chị xem, ở Việt Nam có hơn 80 triệu dân, chúng ta tìm ra 3 người cần như vậy có vấn đề không ạ? 6 người thì sao ạ? 10 người thì sao? Chỉ cần là bạn quyết tâm rồi thì bạn chắc chắn đó không phải là vấn đề gì nữa. Hai người được không?
花点时间，而我刚才花了一部分时间来谈到如何回答问题，对吗？như vậy là tôi vừa mới dành một phần thời gian để dạy cho các bạn cách làm thế nào giải thắc mắc, đúng không nào? 我给到你的不是具体的方法，而是解决问题的思路。Tôi không phải là cho các bạn từng câu nói cụ thể và giải đáp thắc mắc, mà cho các bạn phương hướng tư duy để trả lời những thắc mắc đó. Có mấy người nghe được không? Các anh nghe hiểu không ạ? Nghe được không? Cho tôi một cái nhiệt liệt và hồi ứng. Nếu mà hiểu thì hãy một tràng pháo tay thật đông nhé. Cho nên sau hội nghị này kết thúc, hãy tìm ra 10 người chắc chắn không tham gia thử giảng được không ạ? Tìm ra 10 cái hòn đá đấy. Tuyệt đối không tham gia sẽ giảng. Những người tuyệt đối không tham gia giảng trước. Tôi dám nói anh chị, nếu như chị giảng trước được cái 10 người tuyệt đối không làm thì những người tiếp theo anh chị chặt chém vô tư. Các anh chị hãy đưa tay ra như thế này. Mài ra đâu đó. Chị nhìn các chị nhìn thấy người mới cái gì chẳng thế này. Nhìn vậy vậy thôi, ngán lắm. Chỉ cần cái chị không từ bỏ, cái chị sẽ không thể thua được. Đúng không ạ? Chúng ta bảo cho ra một người, cũng giảng OP với người ta. Chúng ta cần phải bỏ thêm một chút thời gian nữa để theo sát họ cho họ ra quyết định. Các bạn đã được hạ quyết định chưa? Ở đây những người hạ quyết tâm, tôi đoán chắc chắn là chưa vượt qua 20% rồi ạ. Nhìn thấy quyết định yêu chinh tư chỉ, nhị chinh tư khảo nghiệm. Cái quyết định của anh chị chắc chắn cần phải có thể hứng chịu được những cái khảo nghiệm của những cái nghịch lý, những cái điều mà luôn luôn ngược đời ấy, rất khó khăn. Một người khi mà dự một hội nghị xong rất hưng phấn. Ồ, các anh chị biết một người luôn luôn có một cánh cửa lòng, đúng không ạ? Có một người họa sĩ vẽ một bức tranh, vẽ hai cái cửa, hai cánh cửa. Một người xem cái bức tranh đó và nói là bức tranh của anh có vấn đề, tại sao cửa lại không có khóa? Anh ta nói là gì ạ? Đó là cánh cửa của con người, của lòng người. Cánh cửa này chỉ có anh mới có thể mở nó ra được. Rất nhiều người sau khi nghe một đại hội như vậy rất hưng phấn, mở cánh cửa ra và thò đầu vào bên trong xem. Em ơi, làm được không? Em ơi, tốt không? Không lừa dối, không lừa gạt, không văn. Người khác nói là no, không tốt, không được. Mà họ vẫn đi được. Và thế là một trận gió lạnh thổi qua. Làm bạn cái tản. Và thế là hai cánh cửa đóng vào mặt cổ của bên trong. Thì bạn sẽ bị kẹp chết luôn. Cảm giác khi thích mới đi ra mà được.
Nhưng mà cuối cùng lại để cho họ tự họ giết họ luôn. Không tiêm phòng. Trên ngày hôm nay làm thế nào để chúng ta có thể giúp cho một con người khi mới tham gia với mới có một khả năng phát triển một cách bền vững và khỏe mạnh là điều rất là quan trọng. Các bạn dự hội nghị xong rất hưng phấn, những người bên ngoài họ không dự hội nghị. Có phải là hai con người ở hai thế giới khác nhau không ạ? Chúng ta nhìn họ là những người rất là kỳ quái. Họ ngược lại. Họ nhìn chúng ta cũng có chút gì đó không bình thường. Chúng ta nói người ta là gì ạ? Sao mất cái thế rồi tốt thế mà còn không làm? Họ lại nói là một lũ điên. Thế ngày hôm nay các chị muốn mình là lũ điên hay là những người bị ngu ngốc đấy ạ? Không gì. Muốn làm lũ điên đâu cả. Bản thân thì không phân cho sự sẵn. Chứ dù sao bạn mà không là điên cũng là ngốc. Trên là em ơi, nếu như muốn đến được đỉnh cao thì đương nhiên bắt đầu sẽ phải bị điên một chút xíu. Đúng rồi. Nhưng mà chắc các anh chị vẫn chưa đủ điên đâu ạ. Một người chủ của trang web nổi tiếng Alibaba từ Trung Quốc là Mã Vân đã từng nói như này. Đã sáng lập sự nghiệp thì cần phải kích thích. Và đã sáng lập sự nghiệp thì cần phải liên tục kích thích như vậy. Và đã sáng lập sự nghiệp thì cần phải giống như những người điên, liên tục hơn hơn khí thế. Em nhìn thấy thằng điên. Trên những người thành công luôn luôn là người không bình thường. Những thằng điên yếu ớt vậy nhưng mà dám chắc. Bởi vì họ luôn luôn là những người vô cùng ít ỏi trong xã hội. Cho nên chúng ta hãy làm những con người ít ỏi đó để dẫn dắt sự phát triển MA tại Việt Nam. Cho nên nếu như ngày hôm nay các chị đã ra quyết định rồi thì cái ánh mắt của chị phải vô cùng kiên định, không bao giờ thể hiện ra một cái thái độ do dự. Cái ánh mắt của chị cần phải thể hiện ra đó một ánh mắt sắc bén và dứt khoát rõ ràng. Cái điểm này rất là quan trọng. Bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cái cánh cửa lòng các chị không mở rộng ra thì làm thế nào nhìn thấy được tương lai? Các chị hãy cùng làm với tôi. Ánh mắt của anh chị tỏa ra như vậy. Các chị hãy xem những người lãnh đạo trên này có phải ánh mắt của họ khi họ chúng ta vừa nhìn thấy đã thấy toát ra một niềm tin không ạ? Nhưng mà Sử
Ok, bởi vì ánh mắt của một con cá bị chết thì đương nhiên các anh chị không thể nhìn thấy đúng không nào? Nhưng với bạn phải cùng người khác giảng án lý, đầu tiên là hai mắt của đối diện. Bởi vì khi anh chị nói với người ta về Amway, cái đầu tiên đó là cái ánh mắt đối mặt nhau. Anh chị phải nhìn người ta. Đúng mà. Đúng không ạ? Cái ánh mắt mà dám nhìn thẳng vào đối phương thì đó chính là đang thể hiện một cái kiên định trong quyết tâm trong lòng của anh chị. Đúng hay không đúng ạ? Ngày hôm nay khi chị đã lựa chọn một sự nghiệp vĩ đại như vậy, tại sao đôi mắt của mình lại không dám nhìn thẳng vào người ta? Rất nhiều người khác vì chính những kích động của các chị, vì chính cái niềm tin trong ánh mắt các chị mà cảm thấy bị ảnh hưởng. Chính vì thế thưa các quý ba mẹ, cái đầu tiên các chị cần phải dạy cho đứa con của mình là gì ạ? Con yêu hãy nhìn vào mắt ba mẹ. Đúng mà. Đúng không ạ? Một đứa trẻ mà không có niềm tin sẽ không dám nhìn vào mắt của người khác. Đúng không? Đúng không ạ? Không nhìn vào mắt này. Trên sau này bảo trợ một người khác, cái đầu tiên quan trọng đó là ánh mắt của bạn. Đầu tiên hãy trích điện cho họ. Bởi vì cái ánh mắt, khuôn mặt của chúng ta rất là quan trọng. Cái ngữ khí khẳng định cũng vô cùng quan trọng. Không thể nói những cái lời nói là có thể thế này, có thể thế kia. Chúng ta không nên nói những lời không có sức mạnh. Đúng không ạ? Cho nên các chị hãy xem, nếu như ngày nay tôi vừa làm Amway, người ta hỏi Amway là như thế nào? Rất là tốt. Vẫn là cũng khá là tốt. Tôi làm thử xem ấy mà. Nếu mà thành công thì tốt, không thành công thì thôi. Các chị hãy cảm nhận xem những lời nói như vậy có ảnh hưởng được bạn không ạ? Hôm nay năm nay tôi 38 tuổi. Tôi làm việc 20 năm rồi. Với một cái tuổi tác của tôi ngày hôm nay và đưa ra một quyết định như thế này, nhất định sẽ phải rất thận trọng. Anh cũng hiểu được con người tôi. Những việc mà tôi làm chắc chắn là được. Các chị hãy nghe xem cái câu nói đó có hấp dẫn mình không ạ? Có thể truyền đạt đi cái niềm tin của tôi không ạ? Đã quyết định rồi thì những lời nói các chị nói ra cũng cần phải có sức mạnh trong đó. Bao gồm cả ngữ khí, ngữ điệu. Cần phải kiên định. Các chị có tán đồng không? Các chị xem ngữ khí vô cùng quan trọng.
Những lúc nào nghiêm túc thì cần phải nghiêm túc. Cái sân trần đó sẽ không sân trần. Lúc nào cần phải thâm tình thì thâm tình. Yêu nhìn qua tha đất sự tư khảo. Cần phải dẫn dắt cái suy nghĩ của người khác. Đúng mà. Đúng không ạ? Tôi 昨天 có giảng đạo. Hôm qua tôi cũng nói đến. Tôi đã thuê chân nhân đúng thuê chân của tôi phương pháp cho rất tốt. Cái phương pháp mà người bảo trợ ra tôi bảo trợ rất tốt. Ta xem biểu dương. Anh ta đầu tiên biểu dương tôi. Ồ, anh nói là Vương Kiến, công việc, cái công ty của anh rất là tốt. Và thế là anh ta lại tiếp tục hỏi tôi liên tục. Và anh ta nói là gì ạ? Anh cảm thấy quan hệ của anh với tôi thế nào? Tôi nói không vấn đề. Anh cảm thấy nhân phẩm của tôi như thế nào? Không vấn đề gì. Anh cảm thấy cái đầu của tôi thế nào? Không vấn đề gì. Và anh ta lại hỏi tiếp những sự việc tôi làm thì như thế nào? Và chắc chắn tôi sẽ nói không vấn đề gì. Các chị em xem, cái kỹ xảo của ông ta rất là tuyệt vời. Đều là đang dẫn dắt các chị trả lời những câu trả lời tích cực. Nghe hiểu không ạ? Hiểu. Hãy cố gắng học cách hỏi những vấn đề chính diện. Đừng có nói là gì ạ? Chúng ta nghèo thế này. Chúng ta nói là chúng ta có tiền thì tốt. Các chị cảm thấy nào? Chúng ta nói là gì ạ? Chúng ta nghèo thì trong lòng của mình tự ám thị rằng mình là nghèo. Có khi chúng ta nói là chúng ta có tiền rồi thì ám thị là chúng ta có tiền. Đúng mà. Đúng không ạ? Đúng mà. Đúng không ạ? Chúng ta chưa có đủ giàu. Trên kỹ xảo là nó nằm ở đây. 所以所有的领导，当别人在问到你怎么样，你要很坚定，你不要说很好，就两个字。你想，我也是考察了六个月才做出的一个决定。Trên khi mà người ta hỏi cái gì vấn đề gì đó, em có tốt không các chị? Không chỉ nói hai từ rất tốt, mấy chị cần phải nói gì ạ? Tôi đã khảo sát và cảm nhận 6 tháng nay rồi mới đưa ra quyết định như thế. Từ nào là có từ có sức mạnh nhất ạ? Cái thứ hai đúng không nào? Mà. Đúng không ạ? Rất quan trọng. Cái ngữ khí khẳng định, ngữ khí kiên định rất quan trọng. 我举个例子来说明语气有多重要，好不好？我举个例子来说明语气有多重要。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 
tôi rất là khẩn khoản nói với cô ấy. Quá anh nhỉ? Anh yêu em. Và sau đó tôi lại gặp một người con gái mà tôi lại nói là gì ạ? Tôi yêu em. Hai kết quả giống nhau không?
Có phải là cùng ba chữ đó nhưng mà ngữ khí khác nhau thì kết quả khác nhau không ạ? Vì vậy, chúng ta phải nhấn mạnh cho nên khi nói chuyện, chúng ta cần phải khống chế và điều khiển được cái ngữ khí của mình. Tôi cảm thấy người Việt Nam hơn, cảm thấy rất là mềm miếu, dịu dàng, không có đủ mạnh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã lựa chọn sự nghiệp này, chúng ta nhất định cần phải thay đổi. Đúng mà, đúng không ạ? Khi chúng ta giới thiệu bảo cho một người, chúng ta cũng cần phải dẫn dắt họ đi tới sự trưởng thành. Đầu tiên cần phải học được cách dạy cho họ làm một vài việc. Ví dụ ngày hôm nay các chị họp, hồi họp xong các chị đều rất hưng phấn và đều rất muốn thành công, đúng không ạ? Các chị hãy xem, liệu rằng những quyết định của một trong số những người ở đây có đủ khả năng chịu đựng nổi những sóng gió khi bước ra bên ngoài này không ạ? Chưa chắc. Một cái người đối tác của tôi dẫn một người bạn học đi tham dự hội nghị em ơi. Nghe sau hội nghị rất hưng phấn. Và rất là hưng phấn và xông lên sân khấu và giật tinh cờ rô và nói là tôi muốn nói hai câu. Và cô nói gì ạ? Trong đời này tôi nhất định sẽ phải thành công trong mình. Và không thành công tôi sẽ không cưới anh. Không cưới chồng. Tôi không cưới. Quay lại. Chưa không cần. Và không làm được. Còn có một con nhỏ nó nói. Và lần tiếp theo gọi điện cũng chẳng thấy được. Tôi nói với cô ấy là của cô chẳng đã từng nói gì. Cô không nên diamond, cô không lấy chồng ra. Cô nói là lúc đó là mình quá kích động quá. Cho nên là nhất thời kích động. Chân thương anh chị, có anh chị đang nhất thời xung động không ạ? Nói thế nào? Rất nhiều những người lãnh đạo mà anh chị dẫn dắt rất nhiều người bạn mới đến đây, chắc chắn họ ra khỏi khán phòng này họ sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn. Bên trong rất nóng, bên ngoài rất lạnh, đúng không ạ? Trên cái bước đầu tiên các chị cần phải làm với người mới của mình đó là có phải là tiêm phòng cho họ, trách nhiệm cho xã hội, có phải tiêm cho họ một cái không ạ? Đúng rồi. Hãy nói với họ rằng là trước khi anh đưa ra được một quyết định lớn, tạm thời hãy đừng nói với người khác bởi vì anh nói sẽ không rõ ràng. Đúng không ạ? Anh sẽ nói không được rõ ràng. Cho nên đừng có nói nhiều. Nhưng mà anh có thể dùng sự thay đổi của anh để làm ảnh hưởng đến sự hiếu kỳ của người khác. Cho nên là sao ạ? Cho nên người ta không hiểu, anh hiểu rồi, anh cần phải biết tiêm phòng. Có phải là anh sẽ cần phải kể câu chuyện về cái con vẹt bắn đấy tôi kể cho anh chị để kể lại cho họ một lần không ạ? Có phải lúc này các anh chị sẽ tiêm được phòng cho họ chưa ạ?
有时候来听访trên họ sẽ biết được rằng những cái người mà từ thuế môi phản đối với và từ thuế đến môi đó họ là những con mến. Khi đi đại tướng công bằng anh tiêm thêm một lần có một vị tướng quân cưới một con ngựa rất là lớn và phải đi qua một cái dòng sông anh ta không biết là cái dòng sông đó nước sâu nước cạn thế nào muốn lập tức đi qua. Lúc đó thì bên cạnh bờ sông lại có một cậu bé đang đi chăn vịt. Người tướng quân này mới hỏi: "Ê cậu bé, ngựa tôi có thể đi một cái qua dòng sông này không?" Cậu bé nói: "Được, đi được." Thì lúc này vì tướng quân nghe lời thằng bé và bắt đầu là thúc ngựa đi xuống thì lập tức là nước ngập đến đầu ngựa. Và lúc này quay lại và nói với thằng bé kia: "Này cái thằng bé này, mày nói sao? Nước rõ ràng sâu như vậy không qua được mà mày nói ta qua được." Cậu bé nói gì ạ? "Kỳ lạ, con vịt của tôi chân ngắn xíu như này còn qua được mà con ngựa không? Chân dài thì không qua được là sao?" Thưa các anh chị, các anh chị hỏi anh Huy phải hỏi đúng người. Các anh chị hỏi những người không hiểu thì họ sẽ không thể nào cho anh chị những phương pháp chuẩn xác được. Người thứ 101 chứ cái chị không thể còn. Nếu muốn trong cái hàng nghề này kiếm được tiền, có thành công kinh nghiệm người, họ sẽ cho chị chính xác đáp án. Cho nên các chị cần phải hỏi những đại mà những người đã kiếm được tiền, có rất nhiều kinh nghiệm thành công rồi họ mới cho chị những đáp án chính xác được. Đúng hay không đúng ạ? Hướng thành công giả học thì mới có thành công. Phải học tập kinh nghiệm của người thành công thì các chị mới đạt được thành công. Cho nên ngày hôm nay các chị nghe xong với các chị về đi hỏi những người không hiểu, hỏi những người không biết được các chị có đạt được thành công không ạ? Đạt tiêm phòng. Đúng không ạ? Các chị hỏi những người không biết, hỏi những người không có kinh nghiệm, các chị sẽ không tìm được những đáp án chính xác. Họ sẽ hiểu bài. Và thế là họ hiểu. Đúng không? Vậy thì các chị đã học được cách tiêm phòng chưa ạ? Cho tôi một tí điểm các chị hiểu không ạ? Tôi giảng đến đây rồi, có phải là bắt đầu đã mài gọn và vẽ ra một cái bước đường cho chị đi rồi chưa ạ? Cái thứ hai tiếp tục tôi đã dạy cho anh chị là làm thế nào để tiêm phòng cho người khác chưa? Thế là gì ạ? Trong kinh doanh tôi nghĩ là gì ạ? Chém cho nó một cái rồi tiếp tục lại phải tiêm một cái nữa. Cái thứ ba là cần phải cho nó uống thuốc. Làm thế nào uống thuốc ạ? Có phải là có phải để cho họ đi mua một số sản phẩm và họ về tự dùng không ạ?
họ đã dùng sản phẩm rồi thì tư tưởng niềm tin là khác nhau. Đúng hay không đúng ạ? Và hãy lại cho họ một số những tài liệu liên quan cho họ về nhà học tập, không sẽ đi ra ngoài nói chuyện tào lao nữa. Đúng không nào? Cho nên cái giai đoạn đầu tiên cần phải làm cho họ thay đổi sản phẩm trong gia đình thành các sản phẩm MV. Sau đó để cho họ đọc những tài liệu sách vở rất là quan trọng, rất là chuyên nghiệp, rất là đúng đắn, rất quan trọng. Sau đó bạn cần phải làm được một việc. Bạn phải nói chuyện với họ rất là nghiêm túc. Bạn vì sao làm vậy? Cần phải giảng rất là sâu sắc. Các chị phải ghi nhớ bạn và người ta thôi, chỉ bạn và người ta thôi, thêm một người nào nữa cũng không được. Rất là chân thành và nói chuyện với họ, họ sẽ mở lòng ra. Các chị bây giờ hãy nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua, có phải tôi đã làm được một cái việc là mang hợp đồng đến trả lại cho người bảo trợ không ạ? Các chị hãy xem người bảo trợ của tôi chỉ cần một vài câu nói tôi đã tiếp tục tìm lại động lực của tôi làm rồi. Chỉ có vài câu nói thôi. Đó là tôi là nuôi vì mẹ tôi. Đó là cái động lực lớn nhất của tôi. Cho nên bạn cần phải tìm ra động cơ của họ. Họ rất có khả năng sẽ làm vì mẹ của họ. Rất khả năng có thể làm vì con của họ. Rất có khả năng họ sẽ làm vì. Nói tóm lại là các chị có thể tìm kiếm ra được những động cơ từ chính bên trong của họ, các chị có thể thành công được. Các anh chị liệu rằng nếu như cái người bảo trợ tôi nói rằng gì ạ, sau khi thành công anh phải đi du lịch, liệu rằng tôi quyết định là làm không? Chắc chắn là không. Lúc đó tôi vẫn chưa có con, lại nói là gì ạ, trong tương lai anh có thể đưa con anh đi nước ngoài nhưng tôi có cảm giác gì không ạ? Anh đã nói là hẹn con em quay có thể mua biển thử, mua xe hơi, tôi cảm giác không? Nhưng mà khi anh ta nói đến mẹ của tôi thì tôi rất có cảm giác. Cho nên khi giao tiếp nói chuyện một đối một, các chị cần tìm ra một cái động lực, động cơ từ bên trong, một cái điểm nhu cầu của họ vô cùng quan trọng. Nghe hiểu không ạ? Các chị vẫn chưa biết được cái điểm nhu cầu của họ ở đâu. Tôi sẽ cho chị một phương pháp tìm ra điểm nhu cầu được không ạ? Khi mà cái chị muốn tìm đến điểm nhu cầu của ta, hỏi lý do vì sao làm quay, nếu anh chị có thể nói về mẹ của mình. Khi mà họ nghe mình giảng về mẹ, họ không có cảm giác. Nếu rằng bạn thể nói về con của bạn không? Nhưng mà khi họ có khả năng vừa nghe việc nói đến con của bạn thì họ mắt họ sáng bừng lên. 这时候你就明白他的需求点在孩子身上。
thì lúc này các anh chị có thể phát hiện ra một điều rằng là cái điểm nhu cầu của cái người này đó là ở đứa con. Đúng hay không đúng ạ? Bởi vì sao? Sau đó tiếp tục các anh chị sẽ nói câu nói tiếp theo gì ạ? Cả hai chúng ta đều có con. Nhưng mà chúng ta là những người là cha là mẹ trong tương lai rất khó có thể cho được con cái mình những điều kiện giáo dục tốt nhất. Bởi vì là công ăn lương là hình dáng như thế này đây. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải mượn cái thời gian nhàn rỗi của mình để làm Amway. Đó, cho nên chúng ta thành công rồi chúng ta đưa những con cái mình đi nước ngoài du học. Đúng không ạ? Các chị cần phải quan sát trong quá trình chị nói về lý do vì sao mình làm mời. Các chị tìm ra cái sự đồng cảm của họ. Khi mà họ cảm thấy chẳng có hứng thú gì thì cánh mắt của họ không có cảm giác gì cả. Họ có cảm giác thì ánh mắt của họ bắt đầu có nội dung trong đó rồi. Đúng hay không đúng ạ? Một người làm quyết đưa ra quyết định thì mới có sức mạnh được. Chúng ta cần phải học được cách khích lệ họ, học được cách khen ngợi họ, học cách động viên họ. Thưa quý vị và các bạn, khi những đối tác của chúng ta tham gia vào Amway, thì họ cũng giống như những đứa trẻ vậy, chúng ta cần phải từng bước dẫn dắt họ. Tôi làm Amway là một thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi một ngày tôi đi làm tôi rất hưng phấn. Bởi vì tối hôm qua vừa mới họp hội họp xong. Hôm nay đi làm thì rất là tệ hại. Bởi vì sao? Khi mà đi làm thì bị người khác đả kích. Trong lúc đó tôi đi làm công ăn lương. Khi mà lúc đi ấy, đi làm thì giống như là một anh hùng vậy. Khi mà đi về nhà tan ca thì giống như là một thằng thất trận trở về nhà. Và cứ như vậy cái niềm tin liên tục bị lên và xuống. Và người lãnh đạo của tôi nhìn ra vấn đề của mình. Và một ngày kia thì anh ta mời tôi đến nhà anh ta. Anh ta đã kể cho tôi một câu chuyện và cải thay đổi cuộc đời của tôi. Muốn nghe không ạ? Vương Kiến, tôi sẽ kể cho một câu chuyện. Ngày xưa có một con chim ưng sống trên một đỉnh núi treo leo. Bởi vì con chim ưng này sinh ra rất nhiều trứng, đẻ rất nhiều trứng, cần phải chuyển đến sang một cái khu vực rộng hơn. Và trong quá trình rời đi đó thì vô tình không có cẩn thận làm đánh rớt một quả trứng rớt xuống cái vách núi. Con chim ưng mẹ rất là đau lòng. Và theo cảm giác của nó thì cái quả trứng đó chắc chắn là vỡ tan và chết mất rồi. Nhưng mà cái con chim nhỏ trong quả trứng này rất may mắn.
rất vào cái chuồng gà. Rất là may lại rơi xuống một khu vực mà rất nhiều cỏ. Và lăn đến một cái ổ trứng gà. Và thế là con gà mẹ cứ tưởng là trứng của mình và kéo nó vào trong ổ và tiếp tục ấp. Và một thời gian sau thì những con gà nhỏ nở ra, những và con chim ưng nhỏ đó cũng được chào đời. Và con chim ưng nhỏ này thì luôn luôn có những đặc điểm rất khác với những con gà, nhưng mà từ nhỏ nó đã luôn luôn nghĩ rằng nó là một con gà. Và thế là cứ sống cùng chung với bầy gà trên đồng cỏ. Và thế là từ nhỏ con gà mẹ luôn dạy cho những chú gà con là gì ạ? Nhìn thấy chim ưng là phải chạy trốn ngay, bởi vì chim ưng luôn luôn cắp gà nhỏ ăn thịt. Và một ngày kia thì con chim ưng mẹ bay lượn trên bầu trời. Và khi phát hiện bên dưới có một con chim ưng nhỏ đó, thì bất giác nó nghĩ đến cái câu chuyện mà trước kia nó đã vô tình làm rớt cái quả trứng đó, và có khả năng rằng con chim ưng nhỏ đó chính là con của nó. Và lập tức là nó bay lượn xuống. Và các cái con chim ưng nhỏ đó đi lên cái ổ của nó trên ngọn núi. Nó nói với con chim ưng nhỏ này gì ạ? Con là chim ưng, con là con của ta. Và thế là con chim ưng nhỏ này rất là sợ hãi. Không, con không phải là chim ưng, con là gà. Con là chim ưng, con là con của ta. Không, con là con gà nhỏ. Chim ưng mẹ không có cách nào cả. Đó là một chân đá bình một phát, con chim ưng rơi xuống đất. Bất kỳ một loại động vật nào đều có bản năng sinh tồn. Lúc này đột nhiên bắt đầu con chim ưng vẫy đôi cánh của nó và bay lên. Nếu nó không vẫy thì nó chết. Người lãnh đạo của tôi nhìn vào tôi và nói: Vương Thiến, anh là con chim ưng, chẳng qua là anh đang rớt vào ổ gà mà thôi. Em tình hợp lại vừa coi nó nói: ủa sao chị biết? Anh ta nói là gì ạ? Cái không gian của anh là bay lượn tự do trên bầu trời, chứ không phải là ở cùng với những bầy gà đó. Cái ngũ cốc của anh không, cái thức ăn của anh không phải là ngũ cốc và những cái hạt thóc kia. Mà đó chính là những cái dã thú và những cái mồi mà con chim ưng thường ăn à? Và thế là tôi được khích lệ. Ngày thứ hai tôi đi làm. Bạn bè đồng nghiệp tôi đã kích tôi, phản đối tôi, cười nhạo tôi. Tôi luôn luôn nói với họ là các anh là những con gà, tôi là con chim ưng, tôi khác là con rồng. Nó bò dưới đất. Xin các vị,
Cho nên thưa các anh chị và các bạn, khi những người đó phản đối các anh chị, khi người đó cười nhạo chị thì họ là ai ạ? Là cái gì ạ? Chúng ta là gì ạ? Chúng ta khác với họ. Đúng rồi. Chúng ta cần phải sống một sống tốt hơn và thu hoạch những điều vĩ đại hơn. Em thấy ông trên lên núi này hồi trước thì ông thấy con gà thôi. Em mới nói nghe thì bà nghe em mới nói thì hả con, ông coi cứ khóc tâm này ha. Ông thấy con chim ưng sẽ đáng sống để cho nó tự có cánh đồng cái nguyện mà ông sẽ tính trước. Cho nên có thể nói rằng là gì ạ? Chúng ta giúp đỡ một đối tác, một con người khi vào em mây, có đủ dũng khí, có đủ niềm tin, vô cùng quan trọng. Chúng ta có cần phải giống những con chim ưng mẹ phải quan sát bầy con của mình không ạ? Chắc chắn đến một ngày nào đó nó sẽ có thể bay lên bầu trời. Đúng hay không đúng ạ? Chúng ta bảo trợ một người vào. Chúng ta không thể biến họ thành một người lãnh đạo. Rất là quan trọng. Trong tin đồ em quay, quan điểm của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, đó chính là phương hướng trong em quay của chúng ta. Nếu như phương hướng sai lầm, càng nỗ lực thì càng gặp phải rất nhiều khó khăn thất bại. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tham gia Amway, chúng ta nhất định cần phải có những quan điểm, những tư tưởng, những thái độ đúng đắn. Trước khi chúng ta làm Amway, chúng ta đến từ một thế giới khác nhau, từ một công việc, một vị trí xã hội khác nhau, có những tư tưởng, suy nghĩ khác nhau. Nhưng thưa các anh chị và các bạn, ngày hôm nay tất cả chúng ta đến đây, chúng ta đều là vì làm Amway. Thế thì dùng tư tưởng của một người đi làm công lương là Amway có thành công được không ạ? Các anh chị dùng kinh nghiệm của một người làm kinh doanh truyền thống là Amway có thành công được không ạ? Chỉ có dùng phương pháp của em quay làm em quay thì mới thành công được. Trên thưa các anh chị và các bạn, có thể nói một điều rằng gì ạ? Trong ngành kinh doanh này, mỗi một ngành nghề đều có những kinh nghiệm, những kiến thức của nó, và cái sự chuyên nghiệp trong kiến thức của em quay cũng rất quan trọng. Trong ngành kinh doanh này, chúng tôi làm em quay 16 năm và chúng tôi có rất nhiều những kinh nghiệm thành công. Muốn học tiếng Việt, tôi phải học Anh này. Muốn học tiếng Trung, các chị học tôi. Đúng không nào? Đúng không nào? Cho nên thưa các chị, ngày hôm nay các chị đến đây, điều quan trọng là các chị học cái gì? Đã đến học em quay rồi thì các chị phải học tôi. Bởi vì tôi là những nhân vật chuyên nghiệp.
Nếu muốn học cái chị, tôi học cái chị. Đúng không nào? Trong kinh doanh này, cái khởi điểm của kinh doanh của chúng ta, cái khởi điểm của anh chị, bạn là khởi điểm của chính bạn. Trong tương lai một người đó làm bao xa không phải do một mình anh chị quyết định. Cho nên ngày hôm nay các chị có thực sự đưa ra cho mình một quyết định hay không vô cùng quan trọng. Cho nên ngày hôm nay sau 3 ngày đại hội, các anh chị quyết định làm hay không làm, thì trong tương lai 3 năm, 5 năm nữa, thì tương lai của mình liệu rằng có tốt hay không tốt ạ? Tốt. Nếu như cái gì tất cả đều không làm, đều rằng em quay có rút khỏi Việt Nam không ạ? Không. Nhân định không phải là. Cho nên chúng ta phải hiểu một điều rằng là gì? Không phải công ty quay cần chúng ta, mà là chúng ta cần công ty quay. Ngày hôm nay các chị không làm quay, chắc chắn sẽ có rất nhiều người khác làm em quay. Đúng không ạ? Nếu như các chị làm rõ được cái vấn đề này, cho nên tôi có thể dám khẳng định với các chị một điều rằng, trong một tương lai không xa, Amway của Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn. OK. Trung Quốc có một câu nói là gì ạ? Đó là ý có nghĩa là gì ạ? Ngày hôm nay những người đang chờ đợi Amway, bàn quan gì Amway và đứng chờ Amway, thì cái phát triển của Amway không có quan hệ gì đến các chị. Thì ngày hôm nay chỉ có những người đầu tư vào Amway, học tập cho Amway và toàn tâm vào Amway, thì thành công trong tương lai của Amway mới có phần của chúng ta trong đó. Chính xác. Đúng không ạ? Cho nên thưa các anh chị và các bạn, chúng ta nghiêm túc đầu tư vào trong Amway từ 3-5 năm thì có thể nói Amway sẽ chăm sóc cho chúng ta suốt 3 năm đầu. Ngày hôm nay chúng ta là Amway, chúng ta cần phải huấn luyện bản thân mình có được cái tư duy tích cực. Phật giáo nói một câu nói rằng gì ạ? Có một cái tư tưởng tốt mới có cái chính quả tốt. Các chị muốn có một kết quả tốt, các chị nhất định phải có một tư duy tốt, tư tưởng tốt. Tất cả những cái điều không tốt đều là do tư tưởng các chị nghĩ mà ra. Đúng không ạ? Luôn luôn hãy nghĩ đến những cái điểm tích cực. Một người giàu có nhất Đài Loan là Vương Vinh Phú nói,
Một người đứng ở trước bờ biển. Mắt nhìn về phía chân trời. Và nhìn trên một bầu trời xanh ngát và một cái màu xanh của biển cả. Và ánh mắt lại nhìn xuống một góc. Nhìn xuống một góc bên dưới đất này, nhìn thấy đó là cát bằng sình. Chỉ có một khoảng cách cách nhau có 1 mét cái tầm nhìn đó thôi, nhưng mà cái kết quả lại là khác nhau một trời một vực. Người thất bại luôn luôn nghĩ rằng là nếu như mình thất bại thì sẽ thế nào nhỉ? Còn người thành công luôn nghĩ là ngộ nhỡ mình thành công thì sẽ ra sao? Đúng không nào? Bạn tiêm phòng. Trên ngày hôm nay, bạn không có tài ăn nói. Không phải là tôi không có tài ăn nói, tôi không phù hợp làm quần. Hãy nói với bản thân mình rằng là gì ạ? Chỉ khi làm em quay thì chắc chắn sẽ có tài ăn nói. Cái miệng của tôi trước đó rất là ngốc nghếch. Không biết nói chuyện nhiều. Cũng không biết giảng bài. Tôi rất tích cực. Tôi biết được một rằng tôi muốn thành công nhất định cần phải học tập những người đứng trên sân khấu này. Trên mỗi một lần đều rất là nghiêm túc luyện tập. Bao gồm cả động tác. Bao gồm cả tư thế. Bao gồm cả những cái biểu đạt, biểu cảm trên khuôn mặt. Tôi cũng từng bước luyện tập rất chăm chỉ và nghiêm túc. Thế các bạn ngày hôm nay cũng giảng bài cũng tương đối không ạ? Bởi vì tôi không có tài nói tôi mới làm quay. Bởi vì em quay là nơi mà tôi có thể rèn luyện tài nói của mình. Trước khi tôi không có tiền. Không phải là có tiền mới làm quay, mà là làm ra quay xong mới có tiền. Đúng không nào? Một cái người hàng xóm tôi nói gì ạ? Thật là xui xẻo. Trước khi làm môi thì còn có tiền, sau làm môi hết tiền. Cái tư tưởng tôi và tư tưởng anh ta khác nhau. Tôi nói với người ta là gì? Sở dĩ bây giờ tôi chưa có tiền là vì tôi đang trong giai đoạn sáng lập sự nghiệp. Và chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người có tiền. 10 năm sau ước mơ đó thành hiện thực. Ước mơ của tôi cũng thành hiện thực. Cái đơn vị của anh ta đó bị sụp đổ và anh ta biến thành một người không có gì cả. Và ngày hôm nay tôi đứng tại đây. Có tư tưởng thế nào thì có cuộc sống như thế. Cuộc sống của anh là do tư tưởng anh sáng tạo nên. Chính xác. Bắt đầu từ hôm nay. Hãy để cho tất cả chúng ta, mỗi một con người chúng ta đều có những tư tưởng tư duy tích cực được không ạ? Ngày hôm nay chúng ta làm em quay. Đó là làm kinh doanh của con người. Đó là làm kinh doanh mà liên tục chúng ta phải giao lưu nói chuyện với người khác. Đó là chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ xã giao khác. Chúng ta có rất nhiều những cái người đến từ rất nhiều tầng lớp khác. Chúng ta có gặp gỡ rất nhiều những người có những nhân cách khác nhau.
Cho nên ngày hôm nay đầu tiên chúng ta cần học tập được đó là cần phải có một tâm thái bao dung. Các chị không thể bao dung người khác, các chị không thể làm được việc lớn. Các chị tán đồng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta cần học được tâm thái đó, khi một đối tác của chúng ta đến học làm em ơi, thì có thể chứng tỏ được rằng anh ta có tư tưởng, có tư duy. Tại vì sao mà chỉ vì một chút không đủ của họ, một chút không không tốt của họ mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng và luôn kỳ kèo? Chúng ta hãy học một tâm thái bao dung để đối diện với đối tác của chúng ta. Trong tâm tưởng của chúng ta, trong tấm lòng bao dung chúng ta có thể dung nạp bao dung 100 người, chúng ta làm kinh doanh của 100 người. Chúng ta có thể bao dung 10.000 người, chúng ta có thể làm kinh doanh với 10.000 trường. Xin hãy ghi nhớ một điều rằng, cái tâm tư, cái tấm lòng của một người lãnh đạo đó là luôn luôn rộng mở. Chúng ta đau khổ làm cái gì? Đây mà. Đúng không ạ? Bạn không có người thì không có cần gì là phải tủi thân cả. Và bạn có rất nhiều người thì cái tủi thân và nó càng nhiều. Những cái gì chỉ không cần, ok, đưa đây cho tôi. Ok. Cho không ạ? Đều không cho. Ở bên cạnh bạn, các bạn lại không trân trọng. Các bạn lãnh đạo này, cho nên các anh chị lãnh đạo, các anh chị hãy bằng một tâm thái bao dung để đối mặt và đón tiếp tất cả những đối tác của chúng ta, được không ạ? Luôn luôn đưa ra ngón tay cái nói với họ rằng gì ạ? Anh rất giỏi. Anh nhất định thành công. Anh nhất định có thể lên đài mà. Anh chị khi mà đưa ngón tay cái cho người khác nói chị cảm giác thế nào? Và có cả bố con khác đều đang chỉ vào mình và nói là tôi cũng rất giỏi, tôi cũng rất cử. Không cần biết là 20 rồi. Đúng không ạ? Hợp lý nhất. 7 người lên đài mà. Và 20 người lên đài mà. Đây là 8 đồng khen từ người khác, còn đây là 4 con khen từ chính mình. Đừng có chỉ trích người khác. Một ngón tay của anh chị chỉ trích người khác thì 4 ngón tay của anh chị chỉ trích chính mình. Nếu tôi đứng trên này, tôi chỉ thế này, anh chị cảm giác thế nào ạ? Tôi như thế này, anh chị cảm giác thế nào ạ? Để hết tất cả về ta về đây đừng nghĩ. Trên tất cả anh chị lãnh đạo, thị trường Việt Nam vừa mới bắt đầu. Bạn không biết rằng thị trường tương lai của bạn sẽ làm lớn đến đâu. Nhưng các anh chị hãy trân trọng. Đúng không nào? Chúng ta đối đãi với lại đối tác của chúng ta tiến đến tâm tâm của tâm thái bao dung. Chúng ta đối đãi với tuyến trên chúng ta có một tâm thái cảm ơn. Em còn là tháng ta đi gặp em đã là phải cảm ơn họ đã có sự ủng hộ và hỗ trợ chúng ta.
nói với các anh chị rằng các anh chị chỉ cần đối đãi tốt với một người thì có vô số người khác đối đãi tốt với các anh chị. Vì những người đó bình thường. Các anh chị có mấy người bảo trợ? Trong tương lai chị muốn bảo trợ bao nhiêu người? Các anh chị đối đãi tốt với người tuyến trên của mình, có phải bao nhiêu tuyến dưới các anh chị sẽ đối đãi tốt với mình không ạ? Bạn chỉ cần đối xử không tốt với một người thì rất nhiều những người khác sẽ sao chép đối xử không tốt với bạn. Các chị có hiểu không ạ? Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn những người đã dẫn dắt chúng ta đến đây. Chưa xong. Chưa hết ba ngày. Một thấy mới được 2 ngày. Cái này cảm ơn mà. Hoa hẳn tốt đất đi chị. Ngày hôm nay họ rất muốn anh chị thành công. Họ đã bỏ ra rất nhiều công sức, rất nhiều trí lực để hẹn anh chị đến được đây. Chúng ta là một đoàn đội, một hệ thống vô cùng tuyệt vời. Chúng ta cần tôn trọng trên dưới, tôn trọng trước sau, tôn trọng trái phải, tuyến ngang, tuyến bạn, tuyến trên, tuyến dưới, tôn trọng lẫn nhau đúng không ạ? Trong tương lai có thể làm một kinh doanh rất là lớn. Cho nên hãy quay sang trái, quay sang phải, quay đằng trước, đằng sau, bắt tay và nói cảm ơn bà. Cảm ơn bà, anh chị. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bà. Chúng ta cần phải dùng những hình ảnh đó để tạo nên một không khí vô cùng sôi động và tích cực trong em ơi. Và chúng ta làm tạo ảnh hưởng của vô số người sẽ tạo ra một không khí vô cùng kinh hoàng trong hệ thống. Vô cùng kinh hoàng. Cho nên thưa các anh chị, chúng ta không nên vì một chút xíu gì mất mát và kỳ kèo sẽ mất rất nhiều. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con người đông thái hẹp hòi mà làm những sự nghiệp lớn. Càng tốt, giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng không bao giờ gặp gỡ được những con người luôn kỳ kèo tính toán trước sau và phát tài. Bởi vì kỳ kèo thêm bớt chỉ được một chút xíu mà thôi. Chúng ta phải có một tư tưởng lớn, tầm nhìn lớn. Hợp tác lẫn nhau đúng không ạ? Người Trung Quốc có một câu nói gì ạ? Lỗ một chút xíu về bản thân mình thì mình sẽ tự hạnh phúc và tự cảm thấy rất là giàu có, chịu thiệt thòi một chút xíu. Trung Quốc có hán chữ, đây là khoa chả là khoa. Chữ Hán trong tiếng Trung Quốc, chữ khoa là khen ngợi. Bên trên là một chữ đại, bên dưới là một khoa, là bên dưới là một chữ lỗ. Cho nên khi chúng ta nói một người mà biết tự chịu những cái thiệt thòi của mình, đó là một cái lời khen ngợi rất là lớn. Lời khen ngợi rất là lớn.
以色列人、犹太人讲，吃亏是个人建立信用最好的投资。Người Israel là một người Do Thái thông minh rất là thông minh nhất thế giới. Đừng nói gì ạ. Bạn chịu thiệt thòi một chút đó chính là cái đầu tư lớn nhất cho chính mình. Ngày hôm nay những cái hy sinh bỏ ra của anh chị sẽ nhận được sự tán đồng và tôn trọng của rất nhiều người. Cho nên những người mà luôn luôn kỳ kèo thêm bớt sẽ là người không được mọi người khác tôn trọng. Đây mà đúng không nào? Đúng. Tôi hôm nay chính là phụ thuộc. Ngày hôm nay đó là tôi đang cống hiến. Ở đây không có kinh doanh của tôi. Nhưng mà thầy Trần bận một cú điện thoại gọi tôi bảo tôi đến liền. Tôi không những là giảng giả quan điểm mà tôi còn giảng một cách hết tâm hết sức mình. Giảng, nếu có một ngày, tôi cũng có một hai doanh nghiệp ở đây, cũng xin các bạn nhiều nhiều quan tâm. Giả sử có một ngày đó tôi cũng có một bộ phận nhỏ kinh doanh ở đây, chắc chắn cũng sẽ nhờ đến sự quan tâm giúp đỡ anh chị. Và nếu mà như vậy thì có phải sự cống hiến bỏ ra của tôi rất có giá trị hay không ạ? Xin cảm ơn. Cho nên thưa các anh chị, đối với tuyến dưới chúng ta phải có tâm thái bao dung. Đối với tuyến trên chúng ta phải có tâm thái cảm ơn. Hãy ghi nhớ. Chúng tôi không có phương pháp để giúp bạn. Không có phương pháp để giúp bạn tiết kiệm tiền bạc. Chúng tôi chỉ có phương pháp giúp bạn cách kiếm được tiền. Các bạn cảm thấy đến đây có đáng đồng tiền không ạ? Các anh chị bỏ ra một chút xíu tiền, học được kinh nghiệm của 17 năm làm thành công, thì đó là cái đầu tư hiệu quả nhất. Hãy tiêu những tiền đáng tiêu, hãy tiết kiệm những đồng tiền đáng tiết kiệm. Bạn ca chưa ra mà đã khóc nóng rồi. Tiết kiệm thời gian không cần vỗ tay quá nhiều. Biến cái vỗ tay thành gật đầu như vậy không ảnh hưởng thời gian. Cần đóng đi. Cần đóng đi. Anh vẫn chưa phải giống như người điên rồi. Tiêu tiền không ở vấn đề là bao nhiêu, mà nó ở vấn đề đáng hay không đáng. Chúc mừng em. Các anh chị sớm lên SP lần ngày nào thì anh chị tiết kiệm được 20-30 triệu. Sớm lên diamond một năm thì sao ạ? Lần gặp em đó mà em sướng thì em chịu hết khổ. Tiết kiệm được 1.2 tỷ một năm. Cái hội nghị này là cái hội nghị sạc pin nạp điện của chúng ta. Là cái nơi để chúng ta phát triển.
là nơi để chúng ta học tập kinh nghiệm, là nơi chúng ta giải quyết vấn đề. Các anh chị cảm thấy những hội nghị như vậy có cần thiết không ạ? Trước khi đến đây, chúng tôi đã cùng thầy Trần Vân tổ chức một đại hội thành công 1.000 người ở Bắc Kinh. Các anh chị cần phải ý thức một điều rằng cái hội nghị này thiếu đi một vài người, hội nghị này vẫn diễn ra bình thường. Nhưng mà bạn đến rồi thì mình bạn là khác nhau. Đúng hay không đúng? Chúng ta phải điều chỉnh cái quan niệm thái độ là chúng ta đang cần người lãnh đạo. Tôi lần này từ Hồ Chí Minh, từ Hải Phòng bay trở về Trung Quốc chỉ ở nhà được 1-2 ngày, sau đó sẽ bay qua Vũ Hán. Lên nói chẳng hay. 2000 người trở lên. Huấn luyện, một huấn luyện 2000 người trở lên. Một cái hội nghị mà thu hút đến hơn 20 diamond ở đó và hơn 400 euro trở lên ở đó. Thầy Trần Vân thật sự vô cùng bận biệt. Rất là vất vả. Các chị ngồi đây sẽ không thể cảm nhận được điều đó. Để mà tổ chức là một đại hội đạt được hiệu quả thành công sẽ không điều dễ dàng lắm. Cho nên thưa anh chị, ngày hôm nay thầy Trần Vân đang có một mục đích, đó là làm thế nào để đồng bộ phát triển giữa em bên Trung Quốc và em bên Việt Nam. Cho nên hãy trân trọng những thời cơ thời khắc này. Các anh chị, cái điều quan trọng nhất cần làm là dẫn dắt những người đối tác của mình đến hội nghị này, các anh chị sẽ lên. Các anh chị có là thành công. Đúng không ạ? Sáu tỷ người trên toàn cầu có những cái điểm giống và khác nhau là gì ạ? Từ cổ trở xuống là giống hệt nhau, từ cổ trở lên là hoàn toàn khác nhau. Cho nên hãy bỏ tiền đầu tư vào cái đầu của mình. Có cái đầu, có quan niệm, có tiền thì trong túi sẽ đầy tiền. Con gái tôi được 6 tháng tuổi. Rất là đẹp. Thông minh. Mỗi khi mà Thảo nói gì ra với ai mà không hiểu, nó kêu đầu to mà óc cái nhau. Tôi đăng ký và cho tham gia một lớp học dạy dỗ con cái. Một trăm tệ một giờ đồng hồ. Một tiếng rưỡi đồng hồ 100 tệ. Trước kia nó làm vậy nó mới xuống đây. Cái cô bé 6 tháng tuổi lên đi học một lớp 1 tiếng rưỡi đồng hồ tiêu tốn 100 nhân dân tệ. 100 nhân dân tệ nhân đến 3.000 đồng lên các bạn. 300.000. 6 tháng. Tôi nộp cho nó mấy tháng để đi học thôi, nhưng mà đã tốn hơn cả tiền mà tôi học cả mấy năm học cấp 1. Bởi vì tôi biết một điều rằng đầu tư vào giáo dục là đầu tư có lợi nhất. Thưa các anh chị, tôi muốn nói với các anh chị một điều rằng
Cái hội nghị Chainway là một huấn luyện có thể có lợi hại nhất trên toàn cầu này. Ở Trung Quốc tôi tham gia chương trình học về quản trị doanh nghiệp. 48,000 là 480,000. 12 节课. 12 tiết học. Thầy giáo giảng chưa chắc hay bằng tôi. Đây chính là giá trị của em Quân. Cho nên ở đây tôi đã chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm thành công cho các chị. Cho các chị hãy trân trọng nó. Nếu như mà không có những hội nghị và những huấn luyện như vậy, có thể kinh doanh của anh chị sẽ gặp phải những khó khăn, những cái đình trệ trong đó. Đúng không nào? Cho nên các chị cần phải có những hành động tích cực để liên tục hấp dẫn và mời được thầy Trần Đông qua đây tổ chức hội nghị cho các chị. Ông ấy sẽ mời thêm rất nhiều những người lãnh đạo từ Trung Quốc để qua đây hỗ trợ các chị. Cho nên khi các chị biết được thông tin là sẽ có đại hội lần sau, có phải các chị rất là trân trọng và tranh thủ có được vé không ạ? Vì sự phát triển kinh doanh của chị mà có được cái trợ lực tốt nhất. Hãy ghi nhớ, nhất định biết một điều rằng hội nghị có một tác dụng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh quản trị. Đầu tư trong hội nghị Amway đó là đầu tư có lợi nhuận. Và đặc biệt trong Amway chúng ta cũng cần phải biết cách quản lý tốt tài chính của mình. Những cái gì tiết kiệm được cần tiết kiệm, cái gì cần tiêu tiền phải tiêu. Và đặc biệt tuyệt đối không để xảy ra mối quan hệ về tiền bạc giữa tuyến trên tuyến dưới. Một trong những quan niệm tài chính rõ ràng và tốt nhất trong Amway đó là ai trả tiền người ấy, gọi là chế độ AA. Các chị cần phải nhớ một điều rằng là mỗi một đồng tiền các chị bỏ ra là đang đầu tư trên chính con người các chị, trên chính đầu các chị. Ở bên Đông Bắc tôi có một nhóm thị trường. Khi mà người lãnh đạo của cái đội nhóm đó lên SP thì đội nhóm bắt đầu nói: "Ê lãnh đạo, mở tiệc ăn mừng và chiêu đãi chúng tôi." Và 17 người mới lên LSP thì bắt đầu yêu cầu người lãnh đạo tuyến trên là mời họ ăn cơm. Và ông này cũng không có cách nào, đành lấy tiền cho bây ra và mời hai bàn tiền. Ăn cơm xong, ăn xong rất là vui. Và vấn đề xảy ra. Nửa năm sau, anh này cũng lên SP. Nhưng mà cái anh này lên SP á, thì bên dưới anh này có đến 100 người. Và thế là cũng phải mời Và thế là cũng phải mời những cái người này đi ăn cơm. Tức là anh này rất đau khổ và nói với tôi rằng: "Ông Vương à, tôi lấy cái lương của em quay ra cũng chẳng đủ để mời người này ăn cơm."
Trên kinh doanh này rất kỳ lạ. Người này yêu cầu lãnh đạo của anh ta làm cái gì thì người bên dưới của họ cũng yêu cầu họ làm cái đó. Cho nên thưa các anh chị và các bạn, chúng ta trong kinh doanh này ai chịu trách nhiệm tiền người đó, ai tự trả cho người đó. Trên dưới ngang trái phải không có phát sinh những cái mối quan hệ và làm rõ tiền bạc. Chúng ta phải làm tốt công việc quản lý tài chính thì mới có thể làm tốt được sự nghiệp MBA làm tốt hơn nữa. Dân thọ bạn tán đồng không ạ? Ở Trung Quốc tôi làm MBA hơn mười mấy năm. Làm MBA có ba cái thách thức lớn. Thách thức thứ nhất đó là thách thức chính bản thân mình. Bạn phải thay đổi bản thân bạn. Cái thách thức thứ hai đó là thách thức cái quan hệ xã giao của mình. Cái thách thức thứ ba đó là mãi mãi thách thức. Mãi mãi thách thức đó chính là những cái bán hàng đa cấp bất hợp pháp. Bởi vì ở bên Trung Quốc tôi mười mấy năm, tôi đã chứng kiến rất nhiều các công ty bán hàng đa cấp. Hôm nay chúng ta lựa chọn MBA đó, chúng ta đang lựa chọn một sự đảm bảo lâu dài bền vững mãi mãi. Cái kinh doanh bán hàng đa cấp bất chính đó là lợi dụng những điểm yếu con người. Còn những bán hàng đa cấp chính thống đó là khích lệ những tư duy tích cực và mối quan hệ xã giao tốt đẹp giữa con người với con người. Trên ở bên Trung Quốc thì bán hàng đa cấp bất chính và bán hàng đa cấp chính thống có một tiêu chuẩn. Chỉ cần các chị ghi nhớ những cái điểm này thì chị sẽ tránh được những cái mắc sai lầm và bị lừa gạt. Thứ nhất, đó là những công ty bán hàng đa cấp bất chính sẽ không có được những cái nhà máy thực sự của họ. Các chị nghe kỹ nha. Tôi thấy là các chị nghe câu chuyện, nghe kể chuyện rất là vui. Nhưng mà khi mà nói đến lý luận thực tiễn thì các chị cũng không được. Nhưng mà có điều là nghe đến bây giờ cũng có hơi chút mệt rồi. Nhưng mà tôi giảng cũng còn mệt hơn. Những điều tôi nói là trong tương lai của các anh chị sẽ phải đối mặt. Những công ty bán hàng đa cấp bất chính không có nhà máy, không có cái thực lực. Còn Amway chính thống là một tập đoàn có những tiềm lực kinh tế ủng hộ, có những nhà xưởng, nhà máy rất là tầm cỡ. Chúng ta có cơ hội có thể đi Quảng Châu tham quan một nhà máy đầu tư hơn 300 triệu đô la Mỹ tại Quảng Châu. Những công ty bán hàng đa cấp bất chính và sản phẩm luôn luôn rất là đơn điệu. Bên nhà máy mình 14 triệu. Còn Amway thì sao ạ? Tự sản xuất 480 sản phẩm và đại diện phân phối cho hơn 8.000 sản phẩm cao cấp khác nữa. Thứ ba, lợi nhuận của bán hàng đa cấp bất chính tức là dựa vào việc lôi kéo người mà có. Còn Amway thu nhập dựa vào việc đưa những sản phẩm hàng tiêu dùng đến trực tiếp tay người tiêu dùng và tạo doanh số bán hàng chính thức.
非法传销加入需要入会费。Bán hàng đa cấp bất chính khi tham gia điều kiện tham gia và bắt buộc phải có một phí tham gia rất lớn. Amway không bắt buộc phải tham gia đưa nộp bất kỳ cái khoản phí nào về việc tham gia. Cái sản phẩm của Amway của bán hàng đa cấp bất chính không có sự đảm bảo, không có sự đảm bảo. Còn sản phẩm của Anly còn sản phẩm của Amway thì sẽ có một cái đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Tôi giảng đến bây giờ thì các bạn đã có thể là phân biệt được sự thị phi trong đó chưa ạ? Cho nên nhất định các thầy sẽ không mắc vào những sai lầm. Chứ đã làm phải làm cái tốt nhất. Và em muốn chắc chắn không nghi ngờ gì là công ty tốt nhất. Đúng không ạ? Đúng. Chân thưa các anh chị, ngày hôm nay chúng ta lựa chọn em muốn. Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng các anh chị đang có một lựa chọn tốt nhất. Sau này sẽ có rất nhiều công ty sẽ vào bên cạnh các anh chị. Nhưng mà Chang yin bu ting, phong zi dan. Lỗ tay này thành công sao được? Quân tinh mấy ông? À, con chuối á. Sang yêu quân tinh khẩu chí đạn. À, con chuối thì sẽ không có thể có được một cái quả trứng gà được. Nếu mà bị bị sang yêu tinh sang thì bạn phải cẩn thận. Chứ nếu như bạn bị ruồi mà nó bám vào thì bạn cần phải cẩn thận. Trên thưa anh chị, trên hãy cố gắng bảo vệ cái không khí của em mọi người. Hãy trân trọng thị trường của chúng ta được không ạ? Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để chia sẻ kinh nghiệm thành công cho anh chị. Có thu hoạch được gì không ạ? Có luyện được cái dao của mình chưa? Có bắt đầu học được cách tiêm phòng chưa? Có học cách cho uống thuốc chưa? Cho nên sau này khi gặp những người nói em ơi không tốt họ là những gì ạ? Chân thương anh chị, em mới không có vấn đề gì cả. Hệ thống không có vấn đề gì cả. Chỉ cần bạn không có vấn đề gì là ok rồi. Sao chúng ta hãy cùng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau khai thác thị trường em mới. Chúc phúc cho tất cả các bạn. Vâng. Hai sang người đến thiệt đúng không ạ? Ban tổ chức tốt nhất là đóng cửa lại đúng không ạ? Hay để ai muốn ra thì ra ạ? Buổi chiều hôm nay có thu hoạch được nhiều không ạ? Chúng ta thu hoạch được nhiều thì chẳng có tay chúng ta như thế nào ạ? Cho anh chung luôn. Không về nhà anh rồi.
rồi. Thế